Nhân dịp gần Tết Nguyên đán Tân Sửu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm và trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ. Trao đổi chia sẻ với người dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2020, dù nhiều khó khăn, biến động, nhưng với quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, nước ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương phải tổ chức tốt Tết Tân Sửu vui vẻ để mọi nhà đều có Tết. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao 100 suất quà cho đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 suất quà cho công nhân lao động nghèo.